Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video này mình sẽ cập nhật cho bạn về dự án NotCoin và hướng dẫn chi tiết cho bạn làm sao mà mình kernel cái đồng NotCoin này về để mình bán. Và dự án mình đào đồng NotCoin cũng là cái dự án mà đã thành công đầu tiên thông qua cái việc là khai thác trên nền tảng mạng xã hội là Telegram. Và NotCoin thì cũng là cái đồng coin mà chạy trên cái blockchain của là Toncoin. Và cái hình thức mình kernel này thì nó hơi phức tạp một chút đấy, nên là bạn sẽ là xem kỹ video để mình làm cho chính xác, và nếu như mà mình làm sai thì cũng thể là mình sẽ không nhận được cái đồng NotCoin và mình còn là mất thêm cả là tiền nữa. Thì các bạn tập trung mình xem nó kỹ để mình làm cho nó chính xác nhé. Và đây là cái trang Twitter của NotCoin đang có đấy, là 1.821.423 người đang theo dõi dự án, không những là niêm yết ở trên nền tảng Binance, Bybit và OKX, và ngoài ra dự án còn niêm yết trên rất nhiều cái nền tảng sàn giao dịch nữa. Ok, thì nội dung nó cũng hơi dài một chút nên là mình đi vào chi tiết để mà hướng dẫn bạn làm sao mình kernel cái đồng NotCoin nhé. Thứ nhất ấy, kể cả mình join vào cái link cũ này hay là các bạn có thể là mình cập nhật lên cái link mới, thì ở cái nút là kernel này nó vẫn nằm mờ và mình không thể nào mình kích được. Kể cả các bạn có làm mới lại cái đường liên kết này thì mình bấm vào đấy, nó vẫn mở ở cái nút là kernel. Như vậy mình có tìm hiểu một số cái nguồn tin ở trên trang Twitter dự án và một số cái KOL đã giới thiệu, thì mình cần phải là có một cái tài khoản là Telegram đã tích xanh ở cái trạng thái là medium thì mình mới kernel một cái đồng NotCoin nhé. Thì để mà mình đăng ký cái gói medium cho nó tích xanh ấy, thì các bạn sẽ xem kỹ mình hướng dẫn. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào Telegram, vào đúng cái tài khoản mà các bạn đào cái đồng NotCoin, và các bạn sẽ tìm đến cái phần là cài đặt ở trên ứng dụng Telegram. Và khi bạn tìm đến cái phần cài đặt thì các bạn kéo bên dưới này sẽ có cái phần là Telegram Medium. Còn ở trên điện thoại là iPhone thì không cần vào cài đặt đâu, các bạn chỉ cần bấm vào ba gạch là hiện cái gói Medium nhé. Các bạn click vào cái chỗ Medium này thì nó sẽ hiện lên một cái phần để cho mình đăng ký. Thứ nhất thì ở bên trên này nó tính bằng năm. Một năm thì tương đương với là 58.250 đồng một tháng, thì nó sẽ tính là 699.000 đồng trên một năm. Và dưới này thì sẽ tính theo tháng, 93.000 đồng trên một tháng. Nhưng mà mình thấy là có rất nhiều người nói là nếu mình đăng ký cái tháng này thì nó không được là kernel cái đồng NotCoin, có nghĩa là cái NotCoin các bạn đào nó không được sáng lên đâu. Thì ở đây mình sẽ dùng cái bên trên là mình sẽ đăng ký cái gói mình dùng một năm. Cái mà đăng ký một tháng thì nó không sáng ấy, mục kernel đồng NOT thì mình cũng chưa đăng ký gói đấy, và mình có tìm hiểu rất nhiều những cái nguồn tin thì họ nói là nếu mình đăng ký gói một tháng ấy thì mình không kernel được, nên là mình sẽ dùng gói trên nhé. Còn các bạn có thể là tìm hiểu thêm những cái nguồn tin khác ở trên mạng xã hội Telegram hay là trên Twitter hoặc là trên YouTube. Và sau khi bạn lựa chọn cái gói mình muốn mua thì các bạn bấm vào dòng bên dưới để mình thực hiện. Ở đây mình sẽ dùng cái hình thức là đăng ký 1 năm thì tương đương là 700 đồng trên 1 năm. Hết 1 năm mình có thể là hủy bỏ cái gói nếu mình không muốn dùng nữa. Thì bạn bấm bên dưới. Và sau khi bạn bấm bên dưới này thì có hình thức mình lựa chọn cái phương thức mình làm thanh toán. Chẳng hạn như là số điện thoại của là Viettel, nhà mạng mà các bạn đang dùng, hay là mình lựa chọn qua ví ShopeePay hay là ví Momo. Thì ở đây mình sẽ sử dụng ví Momo. Ở đây nó có ví Momo này, ShopeePay và Viettel nhé, thì ở đây mình sẽ dùng ví Momo. Các bạn bấm vào tiếp tục ở đây. Bước này thì các bạn sẽ nhập cái số điện thoại mà bạn đang đăng ký Momo để mình làm cái phương thức mình xác minh cái việc là mình thanh toán. Và ở đây mình đã đăng ký thành công và cái gói của mình đã tích xanh ở trên Telegram. Thì các bạn cần bấm ở chỗ là menu đây. Các bạn bấm lại chỗ là Start này để mà làm mới lại cái liên kết. Đây là cái liên kết mới thì các bạn bấm vào chỗ là Open ở đây. Rồi như vậy thì đây đã là tích sáng lên thì mình có thể là kernel được. Thì mình sẽ bấm vào chỗ là kernel ở đây. Các bạn like đây, bỏ qua cái bước mà giới thiệu nhé. Ở đây thì sẽ có hai cái phần này, thì mình sẽ giải thích cho bạn biết cái bên mà dấu cộng này có nghĩa là trước đây bạn nào mà tham gia cái voucher đấy thì mình sẽ bấm đây, mình sẽ đổi voucher sang cái đồng là NotCoin. Còn ở đây mình không tham gia cái voucher nên là mình sẽ
Nào, bỏ đi, mình sẽ bấm một chỗ là mũi tên đây. Thì cái phần mà mũi tên này nó là cái mục mà để cho mình bấm, mình sẽ rút. Các bạn bấm vào đây. Ở đây như kiểu cái gói này bảo mình là nâng cấp lên cái gói thì mình sửa tách, mình earn trong vòng là 30 ngày đấy, nhận lãi. Thì ở đây mình cũng không dùng nhé. Ở đây thì nó bảo mình là rút về nền tảng sàn giao dịch thì cái phí rút ấy các bạn sẽ phải là khấu trừ đi là 1,5%. Và đây thì nó bảo mình nếu mình sử dụng cái ví Tone ở trên Telegram thì cũng bằng nhau là trừ mất là 5%. Như vậy thì mình sẽ dùng cái ví ở là sàn nhé. Vì các bạn có rút về ví Tone thì cũng trừ cái phí là 1,5%. Rút về sàn thì mình cũng trừ phí là 1,5%. Thì mình sẽ lựa chọn cái hình thức là mình sẽ rút về bên phía nền tảng sàn. Các bạn bấm vào cái phần là mình chọn là mình rút về sàn này thì bên dưới này các bạn nhìn thấy chữ là continue nó hiện màu sáng. Các bạn sẽ bấm vào nút là continue. Các bạn bấm vào continue xong ấy thì nó cho mình là ba cái nền tảng sàn này các bạn lựa chọn. Ở đây bạn nào dùng cái sàn nào thì mình kích vào sàn đấy, thì ở đây mình sẽ dùng sàn là OKX. Mình sẽ bấm vào nút là OKX ở đây. Sau khi mà các bạn bấm vào OKX nó tích xanh như này thì bên dưới sẽ có chữ là xin, có nghĩa là mình xác minh cái việc là mình rút nhé. Các bạn bấm vào nút xin này thì bước này nó hiện lên một cái bảng thông báo là nếu mình chưa có tài khoản sàn OKX thì bấm vào chỗ là create an account để mình đăng ký nền tảng OKX và KYC, còn nếu mình đã có tài khoản sàn OKX thì các bạn bấm bên dưới chữ yes đây để mình thực hiện mình rút. Thì bước này là cái bước rất quan trọng, các bạn cần để ý kỹ cho mình. Phần này nó ghi là deposit address, có nghĩa là mình gửi cái ví ở trên OKX, cái ví Lotcoin. Ở bên dưới này các bạn nhìn thấy chữ là nó bảo mình là điền cái memo này. Thì cái này là cái rất quan trọng, nếu các bạn bỏ quên cái mã này thì mình cũng không nhận được cái đồng nót về bên phía nền tảng OKX. Bây giờ mình sẽ về bên bên OKX. Bên OKX này thì các bạn đừng quan tâm là mình đang để ở ví giao ngay hay là ví funding nhé. Các bạn bấm vào chỗ là gửi ở đây. Ở đây thì bạn bấm vào chỗ là lạp này. Các bạn ghi chữ tìm kiếm là lot vào đây. Thì nó hiện cái chữ là lot coin, các bạn bấm vào đây. Ở đây thì các bạn bấm vào đây thì mình mở cái mã ví. Bước này thì rất quan trọng, các bạn để ý kỹ mình, đây là cái địa chỉ ví để mình sẽ copy mình dán lên mục rút, còn đây là cái mã gọi là mã comment ấy, thì các bạn cần phải dán ở chỗ là memo bên kia nhé. Mình sẽ bấm vào đây mình copy mã ví, quay lại cái phần rút này thì mình sẽ dán mã ví vào đây. Tiếp theo nữa đây, quay lại cái sàn là mình sẽ copy cái mã comment nhé. Các bạn copy mã comment ở đây, quay lại cái phần rút này thì các bạn sẽ dán cái mã comment vào bên dưới này. Các bạn kiểm tra nhé, ví dụ là 630015, 630015, cái đuôi ví của mình là BGZR EQDN 63015. Như vậy mình kiểm tra là mình đã chính xác thì bạn bấm vào cái nút bên bên dưới này, bấm vào đây để mình sẽ tiến hành mình rút nhé. Đến bước này thì nó hiện một cái thông báo để yêu cầu bạn là check xem là các bạn ghi mã ví và tài khoản của bạn đã KYC hay chưa. Thì bạn kiểm tra lại mã ví, chẳng hạn mình check lại là BGRZ, mã ví mình chính xác thì mình bấm vào cái nút bên dưới nhé. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy cái nút bên dưới này, là cái nút này là mình báo là rất tốt đấy, thì mình bấm vào đây. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là cái số mình đang có là 60 mấy nghìn ấy, nhưng mà nó trừ đi cái phí mình rút là 1,5%. Và các bạn bấm một nút là confirm bên dưới để mình hoàn tất đấy. Thì các bạn bấm một nút là confirm này để mình hoàn tất cái việc là mình rút. Rồi thì ở đây mình sẽ bấm một chỗ là I confirm. Như vậy nó báo mình là tài khoản mình đã rút thành công, báo là đôn đây, nhưng mà cũng thể là phải chờ bên phía dự án họ xác minh thông qua vài bước mình mới nhận được về trên nền tảng là OKX nhé. Các bạn bấm một nút là like ở đây. Quay lại số dư mình đã trừ về không này. Và bây giờ mình về trên nền tảng OKX thì mình check xem là đã về chưa, nhưng mà mình nghĩ thì cũng thể là phải mất rất nhiều thời gian từ đây đến ngày 16 thì dự án mới phân phối cho mình
cái đồng nót qua này về ở trên ví nhé. Là cũng thể khi mà họ trả về thì họ sẽ trả về trên ví funding, thì các bạn nhìn thấy ở đây sẽ có mục là ví funding, các bạn sẽ kiểm tra cái đồng nót qua mà trả về thì nó sẽ hiện ở đây. Và nếu mà chưa mở giao dịch thì các bạn cần phải là bấm ở chỗ là ẩn cái tài sản mà nhỏ hơn 1 đô đấy thì nó mới hiện là cái đồng nót qua ở đây. Còn khi nào mở giao dịch thì nó có giá, thì kể cả bạn có ẩn tài sản nhỏ hơn 1 đô thì nó vẫn hiện nhé. Ở đây có nút là hỏi chấm này, thì bạn nhìn thấy là nó báo là chờ đến cái ngày niêm yết thì bắt đầu là phân phối về cái nền tảng sàn cho mình. Thì các bạn chờ đến ngày 16 nhé, theo cái múi giờ mà dự án thông báo niêm yết, thì lúc đấy mình sẽ nhận cái đồng nót coin về trên nền tảng là OKX. Và như vậy thì mình đã hướng dẫn bạn rất chi tiết về cách mình rút cái đồng nót coin. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn, mình cũng xin là dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.